Ngài ra chơi chuông rừng xanh. Trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong. Chừng nào xấu nọ qua lông, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn bút nghiêng, lòng son bắt đầu cha nó là con. Thân này thương chúng hao mòn từ đây, minh hoàng chưa ngữ đại mây. Tình một khi rước đưa người tục tu trì xa khơi, nó chiều rồi lại đói mới. Dương trần sắp dương bình trời từ đây, trần sớm liệu bắp khoai cháo rau đỡ già tháng ngày cho qua. Nhân cùng bốn đảo gần xa, tu hành trì chí mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn Phật nào đợi mùi hương. Niềm tâm thành kính tòa chương cũng gần, lao sao bể bắt non
sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông, hiếu trùng hải liệu cho xong. Đến chừng gặp chúa mới mong trở về, bây giờ kẻ sợ người tệ bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà cháy lâu đài cũng xa, lập rồi cái hội long quang đặng khoai hiền à đức à, được là bao nhiêu gian tà hồn thấm cao. Thương trong lễ thứ sao sao từ đây, chân chân bóng xế về tây, đoái nhìn trần thế xác thầy ê hề. Thương trần ta cùng ra thề, đặng cho ba tánh liêu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dạy mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý tư ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hồi lầu son giữa kề. Thương đời văn vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu chức đài mây cũng gần. Tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thế cuộc xoay dần về Nam. Qua sông nhờ được cầu lan, tu hành nào đời chùa ám làm gì. Bây giờ bác lộn với chị,
nữa sao lọc lại nhất tỳ cũng chê. Bơ dân chớ có sai mê, trung lương chánh trực vừa kề đài mây. Mạng lo gây gồ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn quyết nằm xương, chẳng than chẳng thờ vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần. Nào môi ai mà
thần đồ cho. Thương đời hết dạ cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo, vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, với cho ba hồng bớt sơn. Tu cầu cha mẹ thành thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản. Sao cho tròn kinh nhiêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa
son mới vừa, nghìn ngang hỗn ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới là, xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lắm nàng đua chen giúp giùm, xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng tròn thú hùm sẽ thấy. Phong quá đổi thay làm gì, từ đây biến đổi dĩ kỳ, dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai, rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang, hung hăng ý của giàu sang, chẳng khiến trời Phật mê mang, ý tiền giải rồi cái đạo tu hiền. Làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cùng đừng gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái chinh, ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắc phải yêu tình như mình. Trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho vô duyên, chưa nói mà dòng lòng ta, đừng chiều theo nó vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cấn phân, tam tùng vẹn giữ lập thân,
lên gió mây ngoại tình, đi thưa về cũng phải trình. Công dung ngôn hành thân mình phải trao, công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hơ hên mới làm, chữ dung là phần đàn bà. Giống hình tươi tắn đứng đi dịu dàng, dầu cho mắt chữ nghèo nàng cũng là phải sửa khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phản ngang, thì cha với mẹ mới an tâm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm mà đừng cho cũng hay.
những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sao đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cung chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè, cũng không có muốn qua què lầu đài sơn xếp, cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dài cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài. Chớ hãy ráng miệt mài, đừng kể nhắn dài, đừng để máu lâu, giao khuyên khắp hết đầu đầu, bớt điều mây dối mới hầu. Rồi cùng bớt cốc khen trong đờn lễ nhạc tế sen, ít gì đàn nhu thầy lễ cũng kỳ. Mắc phải chuyện gì phú phục bình lại thêm đờn địch từng tưng, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quy, sầu bi học nho cứ mãi làm thi ngạo đời, sung đùi ngắm chuyện trên trời. Tình duyên cá nước dậy thời gió, đời ta cùng heo vôn học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân, khoe mình chẳng có ai hơn nhờ làm thuốc bắc đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm thế,
lành bay còn ác lại hiệp dày đi chung, còn mình muốn đại làm con thì là tùy ý đáp hôn cho người. Gầm trong thế sự nực cười, chẳng lo cái xưa cho người tâm. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liền cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện mi rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lồn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện dị kỳ, tạo nhiều cảnh giá chân thì chẳng theo. Của tiền chớ có bỏ theo, chết rồi tê lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu thì cha mẹ còn sống, vậy thì cho ăn, không làm để ở lung lăng chửi cha mắng mẹ.
lăng xăng thiếu gì, ở cho biết nhường biết tùy. Vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan, đạo là vốn thiệt cai đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng mi, chứng bài quân tử làm chi, của đồ hô bích vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời, gặp ai mắc nạn cười chơi. Chớ không ra sức giúp đời điều chi, hổ mình là bậc tu mi, chưa tròn môn phận mà ti tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặc tình bốn phi. Khuyên rằng trần thế một khi tuôn đời sắp hạ, bằng nay rõ ràng dương gian làm quyền nói càng, cứu nai dư
làm sao cho già được vui. Cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa cùng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Không quen nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng Phật cùng bày ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hi
hiền lành, chừng đó xâm dày quân thần cộng lạc. Mấy ngày vui chơi đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, vẻ hoàng cũng mở mấy từng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xế sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xếp đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt thảm ngày dài cho dân. Mấy người còn được xác thân, thì là đài ngọc các lần mới kề. Bây giờ kẻ nhúng người trề, chê ta rằng dài rằng khờ cũng cam. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sao coi hồi coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Phật thì sao thanh nhàn, đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ. Tây phương thầy lại quá xa,
của lúa the làm gì. Xuống trần ta giải cứu lì, cút cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lui, đúng lời truyền sấm của hồi đời lên. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy phơi. Tràng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời sáng tri. Hiện nhân bốn phần tu mi, hãy mau thức tỉnh kim thì quyền. Còn đợi còn chờ chuyện chi trên trời xuất hiện từ gì quang minh sáng suốt vậy thì dân ơi thương dân khó đứng khôn ngồi tâm trung gió giông thì cội cây rung phương xa có giặc thung dung đặng nào trời tây chung nó hùng hào đêm lòng trời cho chúng qua chuông thế gian yên lặng hát tuồng khải ca tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có phận mà nạn tai dắt dìu tiên cảnh bồng lai nhiều người xem trần khó nổi vui cười lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi vườn linh đơm quậy mới là có chi cũng ấy vậy mà dân ơi ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới mặc ai tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu giảng này ra cuối mùa thu dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn học theo mối đạo làm con luận xem học mới mấy đoạn đời này văn minh sửa mặt sửa mày áo quần lan nước ngày rày ăn chơi dọn xem hình dốc lá lơi ra đường ăn nói những lời nguyệt qua trong tâm nhớ những
ta. Lời ăn tiếng nói thiệt là quá lành, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Người cao
là hải quái. Khám ngài như thế đứa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngoài chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho ba tanh bức tranh vô hình. Còn tâm xấu thì rinh ra ngoài, cạn lời mà ý còn dài, hiến cho trần hạ một bài ngu ngôn. Tới đây ta già làm con ngọc thanh lui cố phi bốn năm kỳ, hiện thần sách sử phần của mình. Xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng, chừng nào ta gặp hơn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cùng khóc măng, đất khô này mục rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo báng khinh khi, phần ta niềm chữ từ bi đổ đời. Muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng. Bá gia cùng các chư tăng việc tu không đợi, hương đăng làm gì, đời cùng tu gấp kịp thì. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm đoan, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cùng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sợ nguyện cầu, chúc cho ba tâm sầu.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.